Hello, xin chào cô chú bác và anh chị em. Mình đang có mặt tại thành phố Westminster. Hôm nay mình sẽ đến review cái nhà hàng ngày đầu khai trương nhé. Hello, good morning. Xin chào cô chú bác và anh chị em buổi sáng. Hiện tại giờ mình đang có mặt tại thành phố Westminster. Hôm nay mình sẽ đưa cô chú bác và anh chị em, giống như cái lời hứa của mình là cái video mà mình làm cơm tấm gọi là vỉa hè đó. Thì sau video mình có nói là ngày hôm nay mình sẽ cập nhật một cái video phải nói là hơi đặc biệt tại Busa, cộng đồng Việt Nam mình đông nhất tại Nam Cali. Đặc biệt ngày hôm nay là một cái ngày tập đoàn của cái nhà hàng Nếp và Voi Kitchen và Aini. Thực sự mà nói cái tập đoàn của cái những nhà hàng này phải nói là rất là nổi tiếng tại cộng đồng Việt Nam mình tại Nam Cali, khu Busa. Thì cho nên sáng hôm nay cái nhà hàng này đã khai trương. 9 giờ thì người ta sẽ khai trương nhà hàng này. Nhưng hiện tại giờ mình đang đứng gần nhà hàng để mình chia sẻ cho cô chú bác. Hiện tại giờ là mình thấy hơn 300 người đang đứng xếp hàng để mà vào trong nhà hàng này. Một số đã vào rồi, còn một số đứng ở ngoài. Mình đến đây trước 9 giờ và 9 giờ người ta mở cửa, cho nên mình muốn chia sẻ đến cho cô chú bác và bà con từng cái giây phút mà những cái người khách người ta đến đây để mà chờ đợi để vào cái nhà hàng này để tò mò và thử nó có những cái món gì ngon. Theo mình biết thì cái nhà hàng này người ta đã làm construction sửa chữa đã cũng được mấy tháng rồi. Cho nên hôm nay là chính thức là cái ngày mở cửa, càng lúc là xe vô càng rất đông của chú bác. Khi mà mình quay cho cô chú bác biết được là cái khung cảnh mà người Việt mình mà đứng xếp hàng, nhưng điều đa số là mình thấy giới trẻ nhiều của chú bác nha. Thay vì thực sự mà nói người lớn tuổi thì người ta cũng đi lại hết trơn rồi, còn đây là cái giới trẻ, với là bữa nay là mùa hè nữa. Còn mùa hè mình không, ngoài sức tưởng tượng của mình nghĩ là chắc có lẽ xếp hàng cũng không đến nỗi gì mà nhiều vậy, nhưng được ngoài sức tưởng tượng của mình. Mà đây là một cái nhà hàng, một tập đoàn rất là có tiếng và nổi tiếng tại khu vực Nam Cali này. Hiện tại giờ bán những cái món gì thì mình cũng không biết. Cái nhà hàng này á là nằm ngay corner, thì mình cũng có chiếu lên cho cô chú bác xem luôn. Thì cái này là hồi cái building này á, cái nhà hàng này hồi xưa là nhà hàng chay, rồi giờ trừ người ta có thể là mua lại, rồi người ta sửa thành một cái nhà hàng và đổi một cái tên khác và bán những cái đồ ăn khác cô chú bác nha. Hiện tại giờ là bán cái gì ở trong thì mình chưa có biết, nhưng điều trong ở cái side là mình thấy có cái chữ Kai Coffee House đó, Kai Coffee House. Giờ mình cũng nói chuyện với chia sẻ với cô chú bác chút xíu rồi mình sẽ đi vào trong đó để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em biết được là cái nhà hàng này người ta đứng xếp hàng. Cô chú bác mà nhìn cái cảnh này là cô chú bác phải nói là rất là ngạc nhiên, tại sao là tại Busa có những cái cảnh này. Vậy thôi, cùng mình đi vào trong đó để xem đi nha, và mình sẽ quay từng cái chi tiết để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Hello, xin chào cô chú bác và anh chị em. Buổi sáng, hiện tại giờ mình đang có mặt tại Busa, khu người Việt đông nhất Nam California. Cô chú bác nhìn thấy cái cảnh mà xếp hàng để mà vào cái nhà hàng ngày đầu tiên khai trương. Phải nói là một cái sự mình chưa bao giờ gặp tại Busa cô chú bác nhé. Chưa bao giờ gặp luôn đó. Đây là một cảnh tượng đầu tiên mà người ta xếp hàng để mà đi tới ăn cái nhà hàng ngày đầu tiên khai trương. Hiện tại giờ thì theo mình biết được là cỡ hơn 100 người đã xếp hàng trên cái xung quanh cái nhà hàng này. Hiện tại giờ là xếp hàng sắp sửa là vòng quanh cái nhà hàng này rồi cô chú bác. Mình sẽ đi từ cái khúc cuối cho tới cái khúc đầu để cho cô chú bác thấy được là bao nhiêu người xếp hàng ở đây nha. Thì theo mình ước tính là cỡ gần 100 người. Cái nhà hàng này thì cũng là một cái tập đoàn rất là nổi tiếng tại Busa, cộng đồng người Việt mình tại đây. Thì chút rồi mình sẽ giải thích cho cô chú bác biết được là cái tập đoàn này có những cái nhà hàng gì. Và cái này là người ta mới khai trương, nó nằm ngay trên đường Brookwood và McFadden của chú bác nha. Giờ mình sẽ đẹp. Giờ mấy đêm nó phải đưa mấy cái trụ để mà ra giăng dây để mà xếp hàng cho nó ngay thẳng. Thực sự mà nói là theo mình biết là 11 giờ sẽ mở cửa. Đó là cái ngày khai trương đầu tiên
không biết là người ta mở chính thức hay là soft opening, nhưng mình sẽ tìm hiểu để mình chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em. Đây là cái tên của nhà hàng đặt đây cô chú bác. Cái tên này thì mình ít khi mà thấy người ta đặt những nhà hàng với cái tên này, nhưng được cái tập đoàn này rất là đặc biệt cho nên người ta đặt cái tên này. Và đây là cái tên này, Thai Coffee House cô chú bác nha. Và trước mặt mình đây là đường Majo là cái đường nhỏ thôi, còn cái đường chính là cái đường Brookwood nha anh chị em cô chú bác. Hiện tại giờ là rất nhiều xe đang tiến vào để mà chờ xếp hàng để mà vào cái nhà hàng này để thử, cho nên mình sẽ trước khi mà mình tiếp tục để quay cái khúc mà những cái người mà đang xếp hàng thì mình quay xung quanh trước để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Vậy đây là gọi là tin nóng hổi á. Cái nhà hàng, cái không gian của cái nhà hàng này nằm ngay cái corner của chú bác nha. Đây cái Margo và Brookwood này. Đây. Và đây là cái góc ngay cái corner luôn cô chú bác. Mình sẽ đi một vòng cái nhà hàng để mình quay từng cái góc cạnh của cái nhà hàng sắp khai trương cô chú bác nha. Và đây là phía trong nhà hàng, hiện tại giờ là người ta chưa cho vô đâu, rất là đông người đang xếp hàng luôn. Cái nhà hàng này mới làm xong thôi cho các bác, cho nên ngày hôm nay là ngày chính thức khai trương. 3-4 ngày trước là mình thấy người ta đã training rồi. Đây là cái team của những người waiter để mà phục vụ ngày hôm nay đây cô chú bác nhé. Và hiện tại giờ người ta vẫn tiến vào để mà sắp sửa tới cái giờ khai trương. Tất cả những người mà mang cái áo mà có cái yếm này là phục vụ trong nhà hàng ngày hôm nay, đó là theo mình biết. Thực sự mà nói là ngoài cái sự tưởng tượng của mình, các bác, từ chỗ này cho tới để mình đi một vòng để mình có cho cô chú bác biết là xếp hàng ra tới cái chỗ nào nhé. Đây cô chú bác, rồi đi vòng ra phía sau này luôn. Đây, ra tới đây luôn nha. Mới shop opening thôi. Can't believe it, huh? I don't know how good food. Rồi, ra tới đây luôn cô chú bác nha. Hiện tại giờ là hồi nãy là mình quay cái khúc sau á, là mình đoán cỡ 100 người, nhưng rồi hiện tại giờ theo mình biết là gần 200 người rồi cô chú bác. Có thể là một tiếng nữa trước khi mở cửa, lúc mà mở cửa là chắc có lẽ là mình nghĩ cũng phải 300 người có thể xếp hàng nguyên một vòng cái chỗ này luôn cô chú bác. Một cái sự ngoài tưởng tượng của mình. Đó, chút hồi thì mình nghĩ chắc là tới đầu kia luôn kìa. Tức là đã cho vô rồi cô chú bác, vậy là đúng 9 giờ chứ không phải 11 giờ. Theo mình nghe người ta nói là 11 giờ nhưng đều không ngờ hiện tại giờ là 9 giờ người ta đã cho vào rồi. Và hiện tại giờ mình đang cập nhật từng phút từng giờ để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Vì hiện tại giờ theo mình biết là ở cái line xếp hàng là cỡ 300 người, cho nên trong cái nhà hàng này mình nghĩ chắc có lẽ tải cỡ 100 người hơn thôi, cho nên người ta phải check thêm. Vì thứ nhất với là cái ngày đầu tiên khai trương chắc có lẽ là có thể là bị quá tải và có thể gặp nhiều cái trục trặc trong cái buổi sáng hôm nay. Nhưng điều mình nghĩ chắc cái nhà hàng này là người ta rất là dày kinh nghiệm để mà phải nói là phục vụ
rất là đông người sau này. Đây có một người hướng dẫn để đi vào của chú bác nha. Thực sự mà nói là sáng hôm nay mình cũng muốn vào để mình thử cái đồ ăn trong này, nhưng điều thực sự ta mà nói là chắc có lẽ là mình vào không được, cho nên vì mình đứng xếp mình đứng ngoài để mình chia mình làm video để mình gửi đến cho cô chú bác cập nhật càng lúc thì càng đông như thế nào. Dịp khác thì mình sẽ đi vào trong nhà hàng này để mình ăn thử và mình gửi đến cho cô chú bác và anh chị em nhé. Vô không có được cho nên là mình đứng ngoài để mình quay vô phía trong cho cô chú bác xem nhé. Rồi mình mới đi một vòng của cái những cái giây phút đầu tiên của nhà hàng khai trương. Cô chú bác nhìn thấy cái sự hiếu kỳ của người Việt của mình tại khu Bô Sa này như thế nào. Phải nói là một cái sự ngạc nhiên luôn đúng không? Mình đây cũng là ngạc nhiên luôn, mình cũng không nghĩ là đông người xếp hàng như vậy cô chú bác. Đó. Thay vì cái tập đoàn này nó mạnh lắm, nó rất là thành công tại Nam Cali này. Những cái nhà hàng của cái tập đoàn này mở ra là mình đều thấy là bán rất là được, cho nên là mình biết được là cái nhà hàng này người ta sẽ đến rất đông trong những cái giờ đầu tiên mở cửa, không phải là giờ đầu tiên mở cửa nhưng đều theo mình nghĩ những ngày sau luôn cũng thế cô chú bác. Mình nói thật là chưa chắc gì ngày hôm nay mình vào nhà này được, nhưng mình sẽ cố gắng để mình cập nhật những cái tin tức và đồng thời những cái giây phút mà nó gọi là nóng hổi nhất, là vì mình là mình thích chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em là những cái nhà hàng mà mới mở là điều mình đến ngày đầu tiên để mình muốn chia sẻ để mình cập nhật tới ngay, để cái tính của mình là những cái gì ở đây mới là mình phải tò mò phải tìm hiểu mà làm cho được cái video để chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em hiểu được biết được là tại Bô Sa này có những cái gì mới. Thì nếu mà ngày hôm nay mà mình không vô ăn được thì ngày khác mình sẽ vô ăn được. Và mình sẽ chia sẻ từng cái món ăn trong cái nhà hàng này đến với cô chú bác và anh chị em chưa có dịp để đến đây để mà tìm hiểu cái nhà hàng này. Rồi. Vậy thôi mình xin dừng video tại đây. Mình chúc cô chú bác và anh chị em một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình. Và mình hẹn gặp lại cô chú bác và anh chị em với kênh của Hoàng Family TV tiếp theo. Bye cô chú bác và anh chị em nhé.